Hả? Đây là chỗ nào đây? Mà khoan đã, tại sao kiếm của mình lại thành katana nhỉ? Với lại thiết bị hỗ trợ đâu mất hết rồi? Không, điều đó không quan trọng. Mình phải tìm cách trở về giúp đồng đội của mình, những người đang chiến đấu với lũ Titan khổng lồ. Bởi vì mình là đội trưởng của trinh sát đoàn mà. Sao lại quán đếm mức ăn phải trải qua đắng cay ngọt bùi? Những loại không nàng đòi ăn nhãn, cất viên ăn đầu. Bạn không muốn nghe cái đó ư? Thế thì hãy đến với soproplus.vn. Mua do bút giá rẻ, uy tín, chất lượng, hàng đầu Việt Nam. Dù gì đi nữa cũng phải đi kiếm ít thông tin. Lại hỏi thanh niên đằng kia xem sao. Này anh kia, anh có biết gì về? Úi sao anh đánh tôi vậy hả? Chắc thanh niên uống rượu say xỉn rồi. Tôi khuyên các bạn nên uống trà đi nhá. Vì sao á? Vì tôi thích. Chắc mình phải tự mò thông tin thôi. Chú bán thuyền bán cho cháu loại thuyền nào có thể qua được đảo bên kia đi ạ. Chú ơi! Ôi cảm ơn chú nhé. First Blood. Hiện tại mình chả biết đi đâu nên giờ mình sẽ đi thẳng vậy. Thấy chỗ nào nghi là ghé qua đó liền. Chắc mình sẽ tìm ở khu vực này trước. Ngôi nhà này có vẻ đáng nghi đấy. Vào thử xem nhỉ. Hừ, ông nói cái gì vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo lời ông. Mình sẽ nghe theo lời ổng một phen vậy. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Biết đâu ổng cho mình trở về thế giới cũ thì sao? Chắc đây là nó. Nhìn cũng đơn giản thôi. Các bạn đợi mình một tí. Ok đi về thôi.
Double kill. Này ông ơi, cháu làm theo lời ông rồi đấy. Cháu là Levi ạ. Cái gì? Sao ông biết? Khoan đã. Đã bảo là từ từ rồi mà. Thôi kệ ổng đi. Dù gì cũng đến được đây rồi. Có người. Để mình lại hỏi. Dăm ba mấy cái kho báu. Đưa đây ta tìm. Đến nơi rồi. Ủa? Triple kill! Ông chú này ghê đấy. Chắc mình vào uống trà đợi thôi. Vì ông chú ấy khi nãy có cho mình giờ cái nhà máy đó mở cửa. Và mình xem thì còn khá lâu. Ông chủ cho tôi chút trà. Dừng lại ngay. Không nói nhiều. Đánh thanh niên đó xong rớt ra trái này. Chắc cũng giống trái ác quỷ thôi nhỉ. Nếu đúng thì mình khỏi cần phải đánh nhà máy.
Hình như là cái hồ này. Để mình rửa sạch lại cái hồ này cái. Nhìn nó dơ quá. 2000 years later. Ok, ổn rồi. Thả thôi. Wow. Ngủ ngon quá. Một giấc mơ thật là đẹp.